Như vậy hồi nãy giờ mình nói 6 bước, mình nói một quy trình, mình nói một hành trình quan hệ. Tất cả chỉ gom lại trong 4 cái nền tảng mà nếu bạn muốn xây dựng mô hình nhượng quyền bạn cần phải lưu ý. Nền tảng thứ nhất là nhân sự và đào tạo. Nãy giờ mình nói vấn đề đào tạo đúng không? Nhiều cấp độ khác nhau trong tất cả những cái quá trình quan hệ giữa hai bên đều phải có đào tạo đúng vào nhân sự. Nếu nhân sự của chúng ta không hiểu và không biết cách làm việc với lại chủ đầu tư thì không thể nào mà trả lời được hết những câu hỏi, không thể nào mà làm người dẫn đường cho họ được. Thì nhân sự và đào tạo là cái mảng cực kỳ quan trọng trong nhượng quyền. Nếu bạn chưa có chương trình đào tạo, chưa có tài liệu đào tạo, chưa có người biết đào tạo thì đây là chuyện bạn phải làm ngay lập tức. Còn mình làm ông chủ thì mình hãy làm ông chủ, không phải ông chủ là biết hết. Ông chủ là đâu có phải ông chủ là giỏi hết đào tạo, mà giỏi hết nhân sự, mà giỏi hết về cái gì thầy đâu các bạn. Thì mình hãy tìm những cái người để mà giúp đỡ mình trong cái việc quản trị cái hệ thống này. Thứ hai là vấn đề về tiếp thị thì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là vai trò của người franchisor. Nếu bạn là doanh nghiệp nhượng quyền thì bạn phải chịu trách nhiệm định vị kế hoạch phát triển, chương trình phát triển về marketing của thương hiệu và hệ thống của bạn như thế nào. Nhưng mà ngược lại, khi bạn đã nhượng quyền rồi thì đối tác nhượng quyền của bạn họ phải được bạn đào tạo, là khi anh mở cái chi nhánh của anh ra mà chi nhánh của anh nó nằm ở gần trường học thì anh cần phải làm gì để có thể xúc tiến cho chi nhánh của mình. Như vậy ngoài cái chuyện là bạn tự làm marketing cho thương hiệu và mô hình của mình thì bạn còn phải làm một chuyện nữa, đó là bạn phải đào tạo cho đối tác của mình hiểu marketing là gì và đưa cho họ những công cụ dụng cụ để họ có thể tự làm marketing cho một chi nhánh của mình. Tại vì marketing trong bán lẻ sẽ có hai tầng, tầng national là tầng quốc gia, tầng cả thị trường, và tầng local là tầng của từng chi nhánh. Mỗi chi nhánh ở xung quanh đó nó có một cái cộng đồng khác nhau thì cách làm cũng phải khác nhau chứ không thể giống y như nhau được. Nếu bạn marketing cho sinh viên trong trường học thì khác, mà cho những người làm văn phòng thì khác, mà cho những người nội trợ thì khác, mà cho những người không có thời gian sáng đi ngang qua ghé một chút thì khác, đúng không các bạn? Thì cái hộp công cụ và cái chương trình đào tạo đó các bạn phải chuẩn bị để đào tạo cái đối tác của mình. Vận hành, bạn vận hành tốt bởi vì bạn đã làm việc này 20 năm, nhưng mà đối tác không biết gì về ngành hết thì làm sao mà bạn gói 20 năm kinh nghiệm của bạn trong một chương trình đào tạo và trong một cái tài liệu để người ta có thể là trong vòng mấy tháng có thể vận hành tốt một chi nhánh. Đây là một bài toán rất khó giải. Như vậy thì đòi hỏi bạn phải đầu tư thời gian và công sức để ngồi để làm gì các bạn biết không? Thứ nhất là viết ra về quy trình, viết ra về công thức, viết ra về cách thực hiện. Thứ hai là không ngừng đơn giản hóa. Khi quên là đơn giản, bởi vì nếu tôi không biết gì về việc chăm sóc người già cả mà tôi muốn mua nhượng quyền của anh thì anh dạy cho tôi 2 tuần thì tôi chỉ biết bao nhiêu đây thôi, tôi làm sao có thể vận hành quản lý hiệu quả một chi nhánh được. Như vậy thì phải có lúc tôi ngồi tôi lật lại tài liệu tôi coi tới cái lúc này thì phải làm cái gì, hay là những cái công cụ dụng cụ mà chúng ta cần để mà thực hiện tốt một chương trình như thế này là làm như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì mình phải đơn giản đến mức mà làm tốt được việc phục vụ, việc đưa ra sản phẩm và dịch vụ. Nhưng một người không biết gì về ngành, một người không biết gì về các vấn đề phát triển nhượng quyền, một người không biết gì về vận hành một chi nhánh vẫn có thể đủ thông tin để mà làm tốt. Chứ đừng đơn giản đến nỗi đọc vô không biết phải làm sao. Cách thứ tư là nền tảng về phát triển hệ thống nhượng quyền. Có nghĩa là mô hình của bạn, thương hiệu của bạn như vậy thì phát triển ở đâu? Thứ nhất là nhờ cần những chi nhánh như thế nào, cần những cái cửa hàng như thế nào, cần những cái địa điểm như thế nào. Thì bạn là franchisor, bạn phải làm một việc người ta gọi là market mapping. Có nghĩa là bạn vẽ bản đồ phát triển. Vẽ bản đồ phát triển nghĩa là sao? Ví dụ khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát triển thì bạn phải hiểu thứ nhất đối tượng mục tiêu khách hàng của bạn là ai. Giả sử đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn là nhân viên văn phòng tuổi từ 25 đến 35 thì bạn phải làm một chuyện là bạn lấy bản đồ ra.
bạn phải chấm trên bản đồ đó, ở những nơi nào, ở những quận nào, ở những con đường nào là nơi có nhân viên văn phòng nam nữ tuổi từ 25 đến 35, đúng không ạ? Và bạn vẽ cái bản đồ đó lên để làm chi? Để khi đối tác nhận quyền của bạn đến và nói là chị Phi Vân ơi, em có cái địa điểm này nó nằm ở căn số 2 vô hẻm mà nó nằm ở Gò Vấp, thì em muốn nhượng quyền thì bây giờ mình làm sao? Thì chị Phi Vân sẽ mở bản đồ ra và nói Gò Vấp không nằm trên bản đồ phát triển của chị. Nếu muốn nhượng quyền thương hiệu này thì nó phải nằm ở quận 1, quận 3, quận 4, quận 7, thì bạn mới có thể tiếp tục nói chuyện. Nhưng quận 7 không thì phải nằm trên đường nào? Nguyễn Văn Linh hay Nguyễn Lương Bằng hay Hoàng Quốc Việt? Hoàng Quốc Việt, rõ ràng ra như vậy thì chúng ta mới bắt đầu nói câu chuyện nhượng quyền. Cái thứ hai là vấn đề phát triển đối tác nhượng quyền. Thì cái người mà đi tìm địa điểm để mở, đi tìm địa điểm đúng cái đối tượng của mình để mở, và cái người đi tìm đối tác nhận quyền để có thể ghép họ vào trong những cái địa điểm như vậy, người đó phải đủ kiến thức, đủ tri thức, đủ khả năng để hiểu được rằng nếu mà tôi mở một chi nhánh ở tại đó và đối tác là anh này thì nó có khả năng thành công hay không. Nếu mà mở ở địa điểm này thì sẽ phải vận hành từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng mở ở địa điểm khác thì là 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm chẳng hạn như vậy. Thì cái người làm ở trong cái việc phát triển hệ thống nhận quyền này, người ta phải là người đã trải qua cái hệ thống của bạn và hiểu rất rõ trong ruột của bạn, hiểu rất rõ về vận hành, hiểu rất rõ về phát triển, hiểu rất rõ về khó khăn và thử thách, thì họ mới có thể tìm ra cho bạn đúng những cái đối tác nhận quyền bền vững. Thì đây là bốn cái nền tảng của nhượng quyền mà các bạn nếu chưa có nền tảng thì không nên vội vã, mà chúng ta phải quay lại kiểm toán lại xem mình có nền tảng chưa. Nếu mà cần phải phát triển thêm nền tảng gì thì làm như thế nào, đó là các bạn cần phải làm trước khi nhận quyền. Chị sẽ kết thúc bằng một câu nói mà chị rất thích, đó là nếu tôi có 6 tiếng đồng hồ để chặt cây thì tôi sẽ dành 4 tiếng đồng hồ để mài rìu. Hiện nay Phi Vân nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam khi nhìn thấy hình thức phát triển nhượng quyền thì rất là mê, bởi vì nó là một cách phát triển rất là hiệu quả, rất là tốt, rất là dễ xài tiền của người khác. Câu chính là xài tiền người khác đó. Nhưng nếu các bạn muốn làm bền vững thì các bạn phải xài 4 tiếng đồng hồ để mài rìu, có nghĩa là bạn phải phát triển dần chị 4 cái nền tảng mà hồi nãy chúng ta nói với nhau. Chúng ta bạn phải dự đoán trước được là cái quan hệ nhượng quyền của mình với đối tác nó sẽ trải qua những giai đoạn như thế nào, và bạn cần phải chuẩn bị những gì để trước khi người ta đến giai đoạn đó là bạn đã tung ra cái cách giải quyết phù hợp. Nhượng quyền rất dễ vì xài tiền của người khác, nhượng quyền rất khó vì xài tiền của người ta xong sẽ có ngày người ta nhìn vào mắt mình và nói anh chơi kỳ vậy. Hôm nay chị nói đến đây thôi để chia sẻ với các bạn một cái nhìn tổng thể về cái hành trình nhượng quyền. Một buổi không đủ để các bạn hiểu hết cách làm như thế nào. Chị Phi Vân có viết sách, chị Phi Vân có một kênh YouTube tên là Nhượng Quyền của Nguyễn Phi Vân. Trên đó chị up mỗi tháng khoảng 20 cái video về nhượng quyền. Các bạn nếu muốn tìm hiểu thêm thì các bạn lên đó các bạn xem ha. Và nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy inbox hỏi chị, chị sẽ trả lời. Xin cảm ơn.